Rồi, bây giờ mình vẽ một cái hình vuông với bốn cạnh là 6 inch rưỡi. Đó. Bắt đầu mình đo cái khoảng cách này. Từ đây xuống đây. 1 inch 1/4. Ở phía dưới thì là 1 inch 3/4. Và cái điểm mà kế cái chỗ 1 inch 1/4 á, cạnh bên đây thì mình lấy 2 inch rưỡi. Đó, bây giờ mình đánh cái vòng tròn. Đây là mình vẽ cái đập khuôn á quý vị. Bắt đầu tới cái cạnh đối diện của bên đây, mình sẽ đo vô 1 inch rưỡi. Phía trên này thì là 2 inch. Rồi, chúng ta sẽ vẽ hai cái đường thẳng giao nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái mẫu này là mình sẽ có một cái đập khuôn. Rồi, bây giờ mình đã có cái khuôn này rồi ha. Mình sẽ lấy dải, mình xếp làm 4 lần để cái khuôn này lên và mình cắt. Chúng ta sẽ chừa nửa inch cho cái đường may, tại vì cái khuôn này là chính xác là đúng cái số đo mà cái mask mình đeo lên mặt đấy nha quý vị. Rồi bây giờ mình có 4 miếng giống y như nhau gì nè. Hồng Loan sẽ chỉ quý vị cách may ha. Không phải mẹ đâu. Chết liền. Bây giờ mình sẽ dùng hai miếng và mình để cái bề trái nó ra ngoài nha quý vị. Rồi mình bắt đầu may. Rồi mình lấy cái miếng này ha, mình rẽ cái phần này ra, rẽ ra như vậy. Và mình sẽ may dằn một cái đường. Đó, vậy là mình may hai cái đường dằn, nó sẽ nằm hai bên cái đường cong này nè quý vị thấy không. Mình bỏ tay ra con, bỏ tay ra. Đó, cái này là con mới đó. Mình may hai lớp thì hai cái giống nhau y chang vậy nè quý vị. Con cá con mới đó, lại cái phần dưới mình cũng không cần phải may, nhưng mà mình may như vậy cho nó đẹp, nó gọn, nó dằn cái đường may bên trong, nó không có bị lòi lẫn gì cho cái mũi mình. Hai cái này ha, mình úp hai cái bề mặt vô nhau và mình sẽ may hai cái đường này. Bây giờ hai mặt nó là bề trái ha quý vị. Bây giờ mình sẽ lộn nó lại, nó ra bề mặt. Sau khi lộn xong á thì mình được nó là như vậy. Bây giờ mình chỉ cần may hai cái đầu này nối với lại hai cái sợi dây lên cái lỗ tai mình nữa là xong. Đúng ra là cái khẩu trang là như vậy là được rồi, nhưng mà Hiếu thì Hiếu muốn cho nó đẹp hơn, Hiếu phải dằn. Hiếu điệu quá à, Hiếu à. Một cái đường dằn cho nó nằm, nó êm vô cái mặt mình. À, bây giờ coi như là gần hoàn thành rồi nè quý vị. Cái phần này nè, mình may dằn một đường, rồi mình gấp nó xuống, mình may thêm một đường nữa, thì chúng ta khỏi cần phải dắt sổ. Và với cái thun này thì chúng ta sẽ cần hai sợi, mỗi sợi dài 7 inch. Nối nó lại thành một sợi dây thun vậy nè quý vị. Rồi, coi như là mình đã hoàn thành được một cái mask. Cảm ơn người khéo tay, khéo vỏ. Đeo vô luôn. Yeah. Wow. Cái này khoanh nữa. Cái này đẹp à, này khoanh. Không đi bỏ nhiều nữa. Đòi sao?